Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đi Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay trong clip này thì các bạn sẽ cùng Son đi vào mở cái con cái tượng hình con gì ta? Con voi nha các bạn. Thì hiện tại thì Son không biết test làm sao. Thì test rất là nhiều lần các bạn. Test đi test lại rất là nhiều lần. Thì mà cũng bị rất là nhiều trường hợp test ra cái con voi này rồi, nhưng mà đến khi mình mở wifi lên thì nó lại không ra con voi, nó thành cái vật phẩm khác các bạn. Thì đây có 2-3 trường hợp Son không biết các bạn có gặp như Son hay không nha. Đợt trước Son Son test cái máy cài các bạn, cái máy cài á thì cũng gần đây à. Có nghĩa là mình là xong mua một hộp 10 phiếu này đúng không, rồi cái ông đó ông đến ông giao, mà lúc test mình tắt wifi nha, tắt wifi 3G. Ông đó ông đến ông giao cái hộp đó, xong mình mở hộp đó, xong cái mình tiếp tục mình mở một cái hộp xe máy cài, xong nha, là mình khi mà nó ra được cái máy cài đúng không, cái hộp máy cài mình mở ra máy cài, thì thứ nhất là mình nhận luôn đúng không bạn. Khi mà mình mở máy cài mình nhận luôn rồi mở wifi lên, nó mở wifi lên thì trường hợp thứ nhất Sơn đang nói nha, mở wifi lên thì cái máy cài nó đã bay vô đây rồi, nó bay vô đây rồi. Đến khi mà mình mở wifi lên thì tự nhiên cái RAM của mình nó load lại kiểu như vậy nè các bạn. Đó, nó load lại như vậy nha. Nó load lại kiểu như vậy á. Son đang ví dụ nha, nó load lại kiểu như vậy. Đó, load lại như vậy. Rồi, mình vào đây mình kiếm cái máy cài đó không có các bạn. Mình vào đây mình kiếm cái máy cài đó không có. Đó, thì nó đã đổi lại rồi. Khi mà có wifi vô, có mạng vào thì cái game, cái lập trình của nó đã đổi thành cái món khác. Thì mình thật sự mình không biết, trong kho mình quá nhiều. Thường thường là nó cho mình mấy cái mức á, mấy cái giám á, 10 giám hoặc là mấy cái kem. Đó, thì mình không có để ý nên không biết nó ra cái gì. Hoặc chắc là không có máy cài. Rồi, cái trường hợp thứ hai là có nghĩa là bạn khi mà ra cái máy cài nha, bạn cứ để im vậy, bạn không có mở mạng lên và bạn thoát hết game ra và bạn vào game, bạn sẽ mua lại cái 10 cái hộp này từ đầu. 10 cái hộp này từ đầu nha, mua 10 hộp này, mình bắt đầu làm lại từ đầu. Tại cái lúc mình tắt wifi là lúc đó là cái game nó không có nhớ lại, nó không có lưu lại, cho nên mình phải mở, mình để nguyên mình test xong nó ra mới cài đúng không. Mình thoát hết game ra mình vào lại và bây giờ mình mới tiến hành là mình khui 10 cái hộp này xong cái 10 hộp này xong phải không. Ông vợ hư đến mình mở 10 hộp xong, tiếp tục mình mua tiếp tục 10 cái hộp máy cài mình cần thiết đó, xong mình lại mở ra là mở ra cái món khác chứ không phải là máy cài đó. Đó có hai trường hợp như vậy, không biết các bạn có bị như Son hay không. Thì Son làm đi làm lại rất là nhiều lần và Son cảm thấy là thực tế mà mình test như hồi xưa á, như hồi xưa mình test được á thì sẽ không còn test được nữa. Nó chỉ có những cái bạn mà dùng app 1.1.1 gì đó, bạn biết cách test thì bạn test được thôi, chứ hiện tại mà mình dùng iOS mình test là không có test được nha, không test được. Bây giờ mình sẽ đi vào mở hên xui các bạn, cái này mở nhân phẩm thôi. Bây giờ mình đi vào mở theo kiểu mà mở nhân phẩm, xem được thì vui, còn không được thì cũng có ngày sẽ được các bạn, cũng có lần mình sẽ mở được thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn, mình không có test nữa, mình test mất thời gian lắm các bạn. Test mất, thứ nhất là mất cái thời gian, thứ hai là làm cho mình thêm buồn, đúng không? Tại vì mình test ra được rồi, đến khi mình bật wifi lại thì đảm bảo là nó không có, đúng không? Nó không có ra, nó nếu có ra thì nó cũng sẽ đổi thành cái vật phẩm khác, chứ nó không có ra như ý muốn của mình, cho nên mất thời gian và làm thêm buồn. Cho nên bây giờ mình chơi nhân phẩm là mình mở luôn các bạn, mở luôn. Rồi thì bây giờ giây phút quyết định rồi các bạn. các bạn cầu nguyện nha, Son cũng đang cầu nguyện thì hy vọng nó sẽ ra cái tượng hình con voi bằng cây đó. Trước giờ Son chưa có các bạn, không có luôn, và hiện tại như nó không có bán trên đây luôn. Đó là siêu phẩm cho nên nó không có bán luôn. Ở một kim cương nè các bạn, không thấy bán.
đây nó chỉ có bán cái con Panda này thôi nó, và hiện tại thì ở trên đây nó không có bán luôn. Rồi bây giờ các bạn ơi ngồi học quá. 1 2 3 qua. Các bạn ơi, bây giờ mình tính sao đây? Các bạn, từ cái máy cài nó không ra, mà nó ra cái bong bóng này các bạn. Đó, nó ra là ra cái bong bóng này nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đem cái bong bóng ra, mình bỏ ra cho các bạn xem nha. Để mình kiếm một cái ô nào đó, mình bỏ cái bong bóng ra. Rồi, cái bong bóng đó chắc nó nằm bên đây nữa bạn. Nó không ra cái mà, nó không ra cái tượng mà nó ra bong bóng cho mình nè. Đây, cái bong bóng nữa bạn. Và nó cũng là một phẩm hiếm mà đúng không bạn? Ít người có. Nó thì cũng vui đúng không các bạn? Nó. Cho nên là không có test được nha các bạn. Rồi, thì nói chung mà ra được món này là vật phẩm hiếm mà cũng vui các bạn. Đó, nó bong bóng nó bay tới bay lui. Nói chung là ít có người có thì vật phẩm hiếm thì vui rồi. Đó, chứ nó ra những cái mà chẳng hạn như những cái bụi này nè mà. Nó hay ra bụi những cái bụi này đó các bạn. Đó. Mình rất là nhiều bụi như vậy luôn. Đây. Rất là nhiều luôn. Đó, còn cái này là hiện tại mới có lần đầu luôn nè. Đó, lần đầu chưa có luôn các bạn. Nhìn nó bay bay thấy cũng thấy thương quá ha. Ok, đẹp đấy các bạn. Cho nghĩ là để đây đẹp nữa các bạn, để đây đẹp hơn nè. Đó. Để gần cái ghế nó đẹp hơn. Và mình ok, đó, rồi, ha. Nhìn thấy ổn hơn ha. Nhìn thấy nó bay bay ổn hơn đó. Gần ghế ngồi có cái bong bóng chơi nè. Ok, thấy vậy ổn hơn ha. Hi, các bạn ơi, clip test quà của Son đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Nếu bạn yêu quý Son, hãy cho Son một like, một bình luận. Các bạn không biết bình luận cái gì thì hãy để là chữ A, chữ B, chữ C hoặc chữ chấm để ủng hộ Son, để Son có thêm động lực để ra nhiều clip phục vụ đến tất cả các bạn nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh, sẵn ấn chuông luôn. Khi nào Son đăng clip lên nó sẽ thông báo đến tất cả các bạn để các bạn vào xem cập nhật các thông tin 2D hàng ngày cũng như là các mẹo chơi trong game 2D nha các bạn. Thôi, thì Son cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.